Chương 6. Sứ mệnh. Ngay khi chúng tôi phục hồi lại sau cơn sốc, Amy bắt đầu giải thích. Không lâu nữa trên hành tinh của các cậu, nhiều sự kiện khác thường sẽ xảy ra. Như những sự kiện nào hả Amy? Nhiều sự thay đổi địa chất, khí tượng, đại hồng thủy sinh học và bệnh dịch. Ngoài ra, nhiều căn bệnh mới mà hàng triệu người sẽ mắc phải, nhưng chúng sẽ không ảnh hưởng đến những người duy trì sự thuần khiết bên trong. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Vinca mở to mắt hỏi. Do hai yếu tố. Thứ nhất, do khoa học được sử dụng theo hình thức phá hoại đối với thiên nhiên, điều này đang tạo ra nhiều sự mất cân bằng nghiêm trọng. Ngoài ra, các bức xạ tinh thần tiêu cực do con người phát ra sẽ tích tụ một cách nguy hiểm trong một lớp năng lượng tâm linh bao quanh thế giới của các cậu. Tất cả những điều đó đang ảnh hưởng lớn đến mọi người và mọi sinh vật trên trái đất và kia. Yếu tố thứ hai không liên quan gì đến sự tham gia của con người. Nó liên quan đến sự phát triển tiến hóa tự nhiên của các hành tinh. Sự quan tâm của Vinca bắt đầu giảm dần. Và Amy bắt nguồn từ thế giới văn minh nào vậy? Hãy đi từng bước một. Mình đang trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu. Quá trình đó lẽ ra là tự nhiên lại bị đẩy nhanh bởi những hành động suy nghĩ và cảm xúc xấu của con người. Những thay đổi sẽ trở nên mềm mại, ít bạo lực và phá hoại chỉ khi con người bắt đầu sống phù hợp với sự hài hòa của vũ trụ. Vẫn còn nhiều điều có thể làm để giảm bớt, mất đi sinh mạng hoặc hủy diệt hoàn toàn. Ngay tận thế ư? Sự bắt đầu của nó thôi, nó phụ thuộc vào chính con người. Nếu loài người không thể vượt qua thử thách cuối cùng này, nếu loài người không thay đổi thì nó sẽ là dấu chấm hết. Con người sẽ tự hủy diệt, nhưng nếu con người hợp nhất và bắt đầu sống theo cách Thượng Đế mong muốn, thì đó sẽ là khởi đầu của một thiên đường thực sự. Cậu đâu mất xu nào để giúp chúng mình tránh được sự hủy diệt đó đâu chứ? Vinca nói với một giọng điệu trách móc. Amy vẫn vui vẻ đáp lại. Mình đã giải thích cho cậu tại sao chúng mình không thể can thiệp một cách công khai và rộng rãi rồi. Luật vũ trụ mà chúng ta phải tôn trọng không cho phép. Cậu có thích không nếu một học sinh giỏi hơn nhiều làm bài kiểm tra cho cậu? Điều đó khiến cho mình vô cùng sung sướng. Điều đó thật tuyệt vời, mình sẽ không phải học nữa và mình sẽ đạt được điểm cao. Như thế là lừa dối đấy, Vinca nhìn tôi, nhưng Amy không nghiêm túc lắm. Hơn nữa, nếu cậu xoay sở để chuyển sang khóa học tiếp theo, cậu sẽ không hiểu gì cả, cậu sẽ trở thành một trở ngại cho các bạn cùng lớp và cả trường. Mặt khác, cậu sẽ mất đi niềm tự hào chính đáng vì đã lên được lớp tiếp theo nhờ sự nỗ lực của bản thân. Cậu nói đúng đấy, Amy, tôi xấu hổ nói. Vinca cũng đã hiểu, đó là sự thật, sẽ thật tệ nếu cậu làm mọi thứ cho chúng mình. Nó cũng sẽ thật tệ nếu chúng mình không làm gì cả, cậu không thể để một đứa trẻ chạy về phía một vách đá mà không giúp nó không bị rơi xuống. Có thể không được phép giữ đứa bé lại, nhưng chúng tôi có thể khuyên đứa bé không đi theo con đường xấu, đó chính xác là sứ mệnh mà các cậu cần phải thực hiện. Mình không hiểu cho lắm, tôi nói. Mình hiểu rồi, Vinca nói, vậy cậu hãy giải thích đi, chúng mình đã hóa thân vào những thế giới không văn minh để giúp họ tránh bị hủy diệt. Hoàn hảo quá, Amy kêu lên. Làm thế nào mà cậu biết hả Vinca? Mình không biết. Đó là cách mình nói chuyện với các cậu. Có những điều cậu biết bằng trực giác. Cậu chỉ cần 2 hoặc 3 chi tiết còn phần trở lại trở nên rõ ràng hơn. Vinca tiếp tục nhiệm vụ của mình. Vậy thì mình đến từ thế giới nào đấy? Điều đó rất ít quan trọng. Nhớ lại quá khứ không phục vụ gì cho chúng ta cả. Điều quan trọng là hiện tại. Nhưng mình thực sự muốn đến thăm hành tinh gốc rễ của mình, quê hương thực sự của mình ấy. Khi tình yêu thương tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của sự tồn tại, chúng ta nhận ra toàn bộ vũ trụ là nhà của chúng ta và tất cả chúng sinh đều là anh chị em của chúng ta, Amy nói. Các cậu là một phần của sứ mệnh hòa bình đến từ các hành tinh của các cậu. Các cậu đóng vai trò hỗ trợ trong sứ mệnh biến đổi văn minh thế giới của các cậu để biến chúng thành những nơi không có chiến tranh, không có cạnh tranh, bất công và chia rẽ, để chúng có thể biến đổi thành những nơi hòa bình, kết giao, kết nối, vui vẻ và yêu thương như phần còn lại của vũ trụ văn minh. Một cái bóng đổ xuống mặt Vinca. Khi mình nhớ về lũ người Terry, có vẻ như sẽ không thể làm được điều đó ở kia đâu. Terry là ai? Tôi hỏi. Trong thế giới của Vinca, Amy giải thích, có 2 chủng loài người tồn tại. Một trong số đó là người Swama, cô ấy thuộc giống loài đó, còn lại là người Terry. Những người này được chia thành 2 nhóm thường xuyên chiến tranh với nhau. Người Terry Wakos chống lại người Terry Zumbos. Người Terry là những con người cực kỳ hung dữ. Họ không phải là con người, Vinca kêu lên, rõ ràng là rất buồn. Bọn họ là những con vượn có trí khôn. Tôi không hiểu, làm thế nào mà một con vượn có thể có trí khôn? Họ có nhiều trí thông minh, lanh lợi, nhưng không có lòng tốt. Họ là những tên tội phạm, những kẻ dối trá, yếm thế, không trung thực, vô đạo đức, vật chất, những kẻ bạo chúa.
Viên Ca vô cùng khó chịu. Khi lắng nghe cô ấy, Ami bắt đầu cười và nói, thật là một đống hoa tàn, nhưng cậu đã sai khi thể hiện như vậy về những người anh em của mình. Cậu nên hiểu thay vì phán xét. Không phải tất cả người Terry đều giống như cách bạn mô tả đâu. Một số trong họ có hơn 700 đơn vị đấy. Ami đang đề cập đến cấp độ tiến hóa. Cậu ấy sở hữu một cỗ máy cho phép cậu ấy nhìn thấy mức độ ánh sáng tâm linh của bất kỳ người hoặc động vật nào. Cậu gọi nó là máy đo cảm biến. Cậu nói rằng 700 đơn vị là đủ để có thể được giải cứu bởi những người ngoài hành tinh trong trường hợp thảm họa không thể khắc phục được xảy ra. Với 700 đơn vị, một người đủ tốt để xứng đáng được sống trong một thế giới văn minh. Cậu ấy không muốn cho tôi biết tôi có bao nhiêu đơn vị, vì như cậu ấy nói, nếu sự tiến hóa của tôi thấp, tôi có thể nhụt chí, và nếu nó cao, tôi có thể trở nên kiêu ngạo, và nếu một người trở nên kiêu ngạo, cái tôi sẽ lớn, và các đơn vị của người đó sẽ giảm đi. Tôi không thích nghe những gì về Terry này. Tôi muốn biết thêm về chỉ số đơn vị của mình. Tôi cố gắng tìm hiểu thêm một số thông tin. Vinca và mình phải có chỉ số đơn vị rất cao. Sao cậu lại kỹ vậy hả Jim? Bởi vì chúng mình bắt nguồn từ thế giới văn minh mà. Mình đã nói với cậu rằng nhiều người từ thế giới của cậu có những thước đo cao hơn mình rất nhiều. Sự khác biệt là họ không biết những gì mình biết. Họ không được giáo dục trong một môi trường thuận lợi và có đầy đủ thông tin cần thiết. Nhưng linh hồn của họ, trong nhiều trường hợp, có mức độ rất cao và họ không nhất thiết phải bắt nguồn từ các thế giới văn minh. Những người đưa tin như cậu đã phạm một số lỗi trong kiếp trước, một số lỗi chống lại tình yêu thương. Vì những sai sót này phải trả giá bằng sự phục vụ, nên những người này có quyền lựa chọn loại việc công ích nào mà họ muốn hoàn thành để tự làm thanh khiết lại. Cả hai cậu đã tự do lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ mà các cậu đang thực hiện. Mình đã phạm tội gì nào? Cả hai chúng tôi đều hỏi một lúc. Điều đó không còn quan trọng nữa, các cậu không bao giờ được quay lại nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ, cho dù chúng là của cậu hay người khác. Nếu cả hai cậu đã dành nỗ lực để hoàn thành thỏa hiệp mà cậu mắc nợ với chính mình, thì cuối cùng cậu sẽ trở lại sạch sẽ và sáng bóng. Sau đó, các cậu có thể trở lại một thế giới tốt đẹp và giàu tình anh em. Khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ theo sự hỗ trợ lập kế hoạch để văn minh hóa thế giới của các cậu, để tránh sự hủy diệt của những thế giới đó. Không có bất kỳ người Terry nào trên hành tinh của mình. Nhưng có vẻ đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chúng mình có thể làm gì được cơ chứ? Nhiều việc trông vậy chứ không phải vậy đâu. Ngay từ đầu, những sự kiện đang đến gần sẽ hỗ trợ cậu. Nhiều người sẽ hiểu rằng họ không thể tiếp tục con đường mà họ đang đi. Thứ hai, những người mong muốn có một sự thay đổi tích cực lớn chiếm đa số. Họ chỉ cần định hướng lại cho mình thôi. Thứ ba, chúng ta phải kể đến những người đưa tin như các cậu đây. Có hàng vạn người như vậy. Hàng nghìn người ấy à? Một cuộc xâm lược từ ngoài trái đất thực sự, nhưng với mục đích mang lại hòa bình. Họ ở khắp mọi nơi, họ có mặt trong tất cả các lĩnh vực công việc quan trọng, trong nhiều doanh nghiệp, trên nhiều phương tiện truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình, hành chính công, trong mọi lĩnh vực có ít nhất một người. Thật phi thường, chúng tôi kêu lên vì chúng tôi không biết về bất kỳ điều gì. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra họ? Mọi người có thể nhận ra họ thông qua những việc làm của họ, những người đưa tin luôn ở những nơi mà họ có thể phục vụ. Có cách nào để chúng ta có thể nhận ra họ một cách vật lý không? Không, chỉ từ thành quả lao động của họ, thông qua sự phục vụ và công việc thiện lành của họ. Như vậy là không trái với luật cấm can thiệp vào các thế giới không văn minh sao? Việc nhiều sinh mệnh từ các thế giới siêu việt đang giúp đỡ, tôi hỏi. Làm như vậy có tác dụng phụ, bên cạnh đó các cậu không thể nhớ thông tin mà mình đã từng có trước đó, ít nhất là không có ý thức về chúng. Khi nghĩ về điều đó, tôi đã nghĩ rằng tôi không thể nào đến từ một thế giới tốt hơn trái đất được. Ami, cậu nói rằng mình đến từ một thế giới văn minh, nhưng mình thừa nhận rằng mình có nhiều khiếm khuyết. Tuy nhiên, những người trên offer vượt trội hơn mình. Đó là bởi vì cậu đã có một lỗi lầm xấu xí như Mamba Cha. Cậu ấy cười. Ngoài ra, môi trường thiếu văn minh đã ảnh hưởng đến các cậu rất nhiều. Nhưng với sự phục vụ quên mình, các cậu sẽ phục hồi và vượt qua trình độ hiện tại. Từ từ các cậu sẽ tách mình ra khỏi con sói bên trong. Con sói là gì? Vinca hỏi. Đó là một con vật tương tự như con trắc, nhưng có lông thú thay vì lông vũ. Ami đáp lại. Tôi chợt hỏi một cách ngô nghê. Vậy trắc là con gì? Một con vật như